Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Vị Pha Văn đã gọi điện chúc mừng. Cùng ngày, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại cuộc điện đàm, hai thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc hai nước giữ được đà hợp tác trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhất trí trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó với các thách thức chung, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước cũng như hợp tác giữa hai nước. Hai thủ tướng nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa hai chính phủ, thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao và kết quả kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào lần thứ 43. Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam trong năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Lào Thu Xếp thăm Việt Nam. Thủ tướng Lào cũng có lời mời và bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Lào vào thời gian thích hợp. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai của Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới lãnh đạo và nhân dân Lào những lời chúc tốt đẹp nhất. Cũng nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, Thủ tướng Hun Sen cũng đã gửi thư chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai thủ tướng nhất trí phối hợp thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đường biên giới, vừa phối hợp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm hàng hóa được lưu thông thuận lợi qua các cửa khẩu biên giới. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng các nước thành viên khác duy trì đoàn kết và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới lãnh đạo và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.